Tàu Cảnh sát biển 9002 trực thuộc Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 là tàu chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lai kéo tàu bị nạn trên biển. Đây là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhiều năm qua. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, cán bộ chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 9002 đã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, Tàu Cảnh sát biển 9002 đã cứu hộ cứu nạn thành công 12 lượt tàu với 114 ngư dân gặp nạn trên các vùng biển xa đưa vào đất liền an toàn. Tập thể Tàu Cảnh sát biển 902 cùng đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể tàu những năm qua thì cũng đã xây dựng ý thức, thái độ và động cơ thi đua đúng đắn để tạo động lực phấn đấu cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với những tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tập thể Tàu Cảnh sát biển 9002 10 năm liền được tặng thưởng đơn vị quyết thắng, nhận được nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Đặc biệt, Tàu Cảnh sát biển 9002 vinh dự là một trong những đơn vị tiêu biểu được nhận cờ thi đua tại Đại hội thi đua quyết thắng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vào năm 2020. Đã làm tốt công tác là quán triệt, giáo dục và tổ chức thực hiện nghiêm túc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, các mệnh lệnh, các chỉ thị, các nghị quyết, các hướng dẫn của trên về công tác thi đua khen thưởng. Bảo đảm cho 100% là cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và có niềm tin, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của đơn vị. Như phong trào thi đua quyết thắng tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trở thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, động viên mỗi cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trực tiếp trong duy trì, thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc.